Xin chào các bạn, chúng ta lại quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và cái thời đại dịch bệnh như thế này thì chắc hẳn là cái Face ID của chúng ta sẽ vô cùng là bất tiện và rất là khó sử dụng. Và hầu hết là các anh em đều mong muốn có lại được cái nút home truyền thống như ngày xưa để chúng ta có được một cái cảm biến vân tay, đúng không nào? Nhưng mà không sao, hôm nay thì Tokyo Camera sẽ hướng dẫn các bạn 3 cách để có thể mở khóa Face ID vô cùng là đơn giản và cũng vô cùng là tiện dụng nữa. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu 3 cách này nhá. Ok, với cái cách đầu tiên, chúng ta sẽ chuẩn bị một chiếc khẩu trang như thế này. Bất kỳ một chiếc khẩu trang nào chúng ta đeo hàng ngày. Đó, thứ hai là một chiếc điện thoại. Thế thôi, chúng ta có thể set sẵn Face ID cũng được. Thì cái Face ID của iPhone nó hoạt động trên dạng là thuật toán AI. Nó sẽ học tất cả các sự thay đổi của gương mặt chúng ta hàng ngày để có thể dễ dàng có thể mở khóa, đúng không nào? Vậy thì tại sao chúng ta lại không dạy cho cái Face ID này có một cái sự thay đổi, đó là luôn luôn xuất hiện một chiếc khẩu trang trên mặt của chúng ta? Đó, thì cái cách này nó sẽ hơi mất thời gian một chút, nhưng mà đổi lại thì khi mà chúng ta mở khóa iPhone sẽ rất là dễ dàng. Đây, tôi sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đây là khi mà tôi chưa đeo khẩu trang này. Đó, mở rất là dễ dàng, đúng không nào? Ok, và bây giờ tôi sẽ đeo khẩu trang lên. Ok, đeo kín mặt luôn nhá. Đó, vẫn là mở rất là dễ dàng. Đây, tôi mở lại rất là dễ dàng, đúng không nào? Đó, vậy thì cái cách này thực hiện như thế nào? Chúng ta sẽ đeo khẩu trang ngày đầu tiên. Đầu tiên chúng ta sẽ khóa máy lại và kéo nó xuống phần cằm của chúng ta này và tiến hành mở khóa. Chúng ta sẽ cố gắng thực hiện càng nhiều càng tốt, và sau mỗi lần thì chúng ta lại nhích cái khẩu trang chúng ta lên một chút. Đó, nhích lên một chút và lại tiến hành mở khóa. Và hãy cứ lặp lại như vậy trong khoảng độ từ 1 cho đến 2 ngày mỗi lần mà chúng ta mở điện thoại. Hãy dạy cho nó rằng là chúng ta có một cái sự thay đổi ở trên gương mặt này, đó chính là chiếc khẩu trang. Và chúng ta sẽ kéo lên cho đến khi nào mà nó vào cái tư thế mà chúng ta đeo khẩu trang cảm giác thoải mái nhất hàng ngày. Rồi chúng ta hãy mở khóa iPhone. Lúc này thì iPhone đã có thể làm quen được với chiếc khẩu trang của chúng ta rồi và có thể dễ dàng mở khóa, đúng không nào? Đấy là cách thứ nhất, tuy hơi phức tạp một chút nhưng mà đổi lại chúng ta sẽ mở khóa iPhone ra một cách rất là dễ dàng và không gặp một chút trở ngại nào cả, ngay cả chúng ta đi ngoài đường cũng thế. Ok, và đến với cách thứ hai. Thì cách thứ hai này đang được rất là nhiều người chia sẻ, và giống như các bạn đã biết chưa, đó là chúng ta sẽ sử dụng một tờ giấy trắng như thế này. Một tờ giấy trắng và không có một cái gì ở trên này hết. Chúng ta sẽ thiết lập Face ID. Chúng ta sẽ vào reset Face ID ở trên máy điện thoại của chúng ta. Đó. Và sau đó chúng ta sẽ lấy tờ giấy này che đi một nửa, 1/4 khuôn mặt của chúng ta. Đó, và nhớ là che đi cái phần đầu mũi này. Đó, chúng ta phải che nó đi cho đến khi nào mà điện thoại bắt đầu nhận dạng được cái Face ID để chúng ta có thể quét, thì chúng ta tiến hành quét. Đây, tôi sẽ làm thử cho các bạn xem luôn. Đầu tiên tôi sẽ vào reset cái Face ID của tôi. Đây, tôi ấn vào đặt lại Face ID. Ok, như vậy là đã xóa hẳn Face ID rồi. Và bắt đầu vào thiết lập Face ID này. Đó, sẽ quay góc này cho các bạn dễ quan sát nha. Đây. Ok, máy đã nhận dạng rồi, chúng ta sẽ tiến hành quét. Lần tiếp theo. Ok, vậy là xong. Và bây giờ chúng ta sẽ thử đeo khẩu trang lên nào. Thử đeo khẩu trang lên nào. Xem có mở được không nhá. Hơi khó khăn để mở một chút, chúng ta sẽ kéo những cái khẩu trang xuống một chút. Đó, vậy là mở được rồi. Cách này thì tuy rất là đơn giản thôi, nhưng mà cái việc chúng ta mở khóa bằng khi mà đeo khẩu trang kín lên như thế này nó sẽ hơi gặp khó khăn một chút. Đó. Vậy thì còn cách thứ ba sẽ là như thế nào? Cách thứ ba thì thực tế là chúng ta sẽ không sử dụng, kể cả chúng ta không sử dụng Face ID cũng được. Đó là tôi sẽ mở khóa bằng giọng nói. Đấy, với cái cách mà khi mà chúng ta che cái mảnh giấy cái lên ấy, thì mở khóa bằng gương mặt của chúng ta khi mà không đeo khẩu trang nó lại khá là khó khăn. Đấy là vì sao mà tôi khuyên các bạn nên sử dụng cách thứ nhất. Ok, thì để mà chúng ta có thể mở khóa bằng iPhone mà không cần sử dụng gương mặt, tuy thì cái cách này nó sẽ bảo mật hơi kém hơn một chút nếu mà chúng ta đặt cái khẩu lệnh nó phức tạp một chút và vẫn có thể máy vẫn có thể nhận dạng được, thì cái mức bảo mật nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà tôi đặt cái khẩu lệnh đơn giản thôi thì sẽ
người ta rất là dễ đoán được và có thể dễ dàng mở máy của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên sẽ vào phần trợ năng, đó, kéo xuống phần khẩu lệnh và chúng ta ấn vào tùy chỉnh các lệnh. Đó, chúng ta ấn vào tùy chỉnh và tạo lệnh mới. Chúng ta sẽ nói một câu nào đấy nhé. Từ từ, tôi phải bật cái khẩu lệnh đây nào. Chúng ta sẽ kích hoạt khẩu lệnh trước này. Đó, rồi ấn vào tùy chỉnh các lệnh này, ấn vào tùy chỉnh tạo lệnh mới, ví dụ như là My iPhone. Đó, ok, máy nó sẽ tự nhận dạng và nó sẽ tự viết ra cho chúng ta một cái khẩu lệnh như thế này. Tiếp theo chúng ta chọn phần tác vụ và chọn vào chạy cử chỉ quy trình. Đó, vậy thì cái này chúng ta sẽ làm như thế nào? Tức là chúng ta sẽ xem cái mật khẩu ở trên máy chúng ta đặt như thế nào. Chúng ta sẽ đánh dấu vào những cái điểm đó và chúng ta sẽ thao tác theo. Đây, tôi sẽ làm cho các bạn xem. Ví dụ như là mật khẩu máy tôi đang là 1304 đúng không? Đó, vậy thì tôi sẽ đánh dấu vào những cái điểm này. Vậy thì để đánh dấu như thế nào, tôi sẽ dùng một những cái mẩu giấy nhỏ, tôi đánh dấu lên. Đầu tiên chúng ta khóa máy lại. Đó, khóa máy lại, mở lên cái phần mật khẩu. Đó, vậy là máy đã hiện lên phần mật khẩu rồi. Chúng ta sẽ đánh dấu nó lại. Ok, vậy là xong. Bây giờ tôi sẽ mở máy ra nha. À, tôi sẽ đánh dấu cử chỉ theo này, theo thứ tự nha. 1304. Ok, vậy là xong. Chúng ta ấn lưu lại. Đó, thoát ra ngoài. Chúng ta sẽ thoát ra ngoài và chúng ta ấn lưu cái cử chỉ này lại. Đó, và bây giờ tôi sẽ thử mở máy nha. Ok, và bây giờ tôi sẽ thử mở máy nha. Nào, vuốt lên vào cái phần bật mật khẩu My iPhone. Đó, như vậy là đã mở được máy rồi. Tôi sẽ thử lại một lần nữa này. My iPhone. Đó, hay không? À, và trên đây là ba cái cách để chúng ta có thể dễ dàng mở khóa một chiếc iPhone của chúng ta mà không cần đến cảm biến vân tay và cũng không cần phải tháo khẩu trang luôn. Vô cùng là tiện lợi đúng không nào? Và nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì cũng đừng quên để lại một like, subscribe và cũng đừng quên nhấn vào nút chuông để có thể nhận thêm video tiếp theo nhá. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.